Xin chào mọi người, trong cái video này em sẽ review đến mọi người một khu trường đại học năm cao cũng như khu trường đại học xây dựng và FPT. Thì như mọi người đã biết thì khi trong Hà Nam này thì bây giờ đang có rất là nhiều những cái dự án người ta đầu tư về các trường đại học này, khu đô thị. Thì khu đại học năm cao này nó là một tổ hợp, xin hiện nó là một tổ hợp của các trường đại học này cũng như là các khu đô thị luôn xoay quanh thành phố Phủ Lý. Để làm theo chủ trương của Hà Nội thì đợt này cũng di chuyển nhiều cái trường đại học về các tỉnh thành lên tận để nó giảm tải ở Hà Nội. Thì Hà Nam bây giờ đang có là trường đại học công nghiệp này, trường sư phạm này, trường ngoại thương, trường đại học xây dựng này, trường FPT. Đấy, sắp tới thì sẽ có thêm một số trường nữa cũng như trường đại học y thì em cũng nghe nói là sắp tới là cũng sẽ về khu Hà Nam. Đặc biệt là khu đại học Nam Cao thì họ cũng đang làm dự án là khu Thiên Tân Phủ Lý này rất là ok, nằm ở ngay trường đường quốc lộ 1A và cũng nằm ở gần với đường Vành Đai 5. Cũng như bây giờ thì mọi người đã thấy là các khu đô thị ra, các khu dự án ra thì đường đều có các đường họ mở rộng ra thì rất là thuận tiện cho mình di chuyển. Khu đại Nam Cao này thì cách đường quốc lộ 1A chỉ 100 m thôi. Đây mọi người có thể thấy các đường ô tô đằng sau này, và ngay cái khu công nghiệp kia là đường quốc lộ 1A nhé. Còn bên trong này sẽ là đường Lê Quý Thanh kéo dài đi từ thành phố Phủ Lý lên thị xã Duy Tiên, cũng như là đi qua các trường đại học để đi lên khu công nghiệp Đồng Văn 3 này, khu công nghiệp Đồng Văn 1, 2 rất là thuận tiện. Đấy là cái flycam em đang quay toàn cảnh ở bên trên. Khu đây là khu trường của đại học xây dựng nhé mọi người. Đại học xây dựng ở bên này này, và khu trường Nam Đại học xây dựng Nam Cao thì ở bên tay trái của mọi người nhé, nó ngăn cách bởi cái đường kia. Còn các tòa nhà ở bên trên kia là các tòa nhà của trường FPT. Đấy, với tổng diện tích là hơn 100 hectare. Đấy, và dự án này đang hiện tại thì đang đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Thì cũng rất là may mắn là em đã có rất là nhiều các bất động sản ở xung quanh ở đây để phục vụ mọi người. Nếu mọi người đầu tư về khu Hà Nam này thì thường thường biết em Mạnh là một môi giới bất động sản rồi. Em cũng không phải là một người chỉ là một người môi giới bình thường thôi. Nhưng cũng qua nhiều năm tháng làm thì em cũng rút ra nhiều cái kinh nghiệm. Khi mà mình đi đầu tư thì em cũng giới thiệu và tư vấn cho các nhà đầu tư là ví dụ anh chị em mình đầu tư về Hà Nam thì mình nên tập trung vào xoay quanh mua đất ở các dự án thì sẽ ok hơn. Đấy, cũng ít khi nào mà em giới thiệu mọi người về các khu Bình Lục với Lý Nhân, tại vì những cái khu đấy thì cũng chẳng có cái dự án gì. Đấy, ví dụ như mọi người mua đất đấy thì rẻ thật 200-300 triệu, nhưng mà cuối cùng 5-10 năm cũng chưa chắc là nó đã tăng giá được vì nó cũng không có một cái gì phát triển được. Đấy, cũng cùng số tiền đấy nhưng mọi người lên khu Duy Tiên. Và trong cái bảng này thì mọi người đầu tư thì trước mắt thì mọi người đã thấy là các dự án người ta về đây rồi, các khu công nghiệp này, các trường đại học này, trong cái bảng này các chùa Tam Trúc này, khu du lịch họ mở ra lần lượt, như thế thì cái tiềm năng kiểu gì nó sẽ phát triển lên. Đấy, và ví dụ như mọi người mua đất ở trong khu Thiên Tân Phủ Lý này thì là mọi người có thể làm dãy trọ này, làm nhà nghỉ này, làm nhà hàng ăn quán ăn phục vụ cho công nhân, cho sinh viên ngay trường FPT này rồi, cũng đang hoạt động rồi. Các trường liên cấp FPT kia cũng đang làm, là khu công nghiệp Đồng Văn 3 thì thẳng đứng đây là lên. Nói xung quanh đây thì các bất động sản em cũng có là giá trung bình từ khoảng 10 triệu, 12 triệu cho đến 16, 17 triệu cũng có, là cũng gần với khu Nam Cao luôn. Đây, ví dụ như mọi người mà muốn tìm hiểu thì mọi người cứ liên hệ với em theo số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Đây là cái em quay toàn cảnh ở trên khu trường đại học xây dựng. Đấy, tương lai là họ cũng sẽ làm hết những cái khu nào mà mọi người thấy là đất trống là tương lai là cũng sẽ vào dự án hết. Đấy, còn khu dân cư thì là sẽ không ít khi nào bị dính giải tỏa đền bù lắm nha mọi người, nên là mọi người mua ở trong đất ở trong dân cũng rất là ok nha. Đây, cái đường này là lên thẳng với khu công nghiệp Đồng Văn 3 luôn, ngay cạnh đường quốc lộ 1, bên cạnh kia là. Vừa rồi thì em đã quay video cho mọi người cái nhìn về cận cảnh rồi, thì cái video này tiếp theo thì sẽ là cái góc nhìn toàn cảnh nhé, toàn cảnh về khu trường đại học xây dựng này cũng như là khu Nam Cao thì nó sẽ như nào và tương lai thì nó sẽ phát triển ra sao thì mọi người cùng đón xem video nhé. Thì như mọi người đã biết từ trường đại học xây dựng ấy, thì cũng đã về Hà Nam qua cái video này mọi người đã thấy rồi, thì tương lai nó sẽ là những trường nào nữa. Thì trước mắt là khu Nam Cao họ sẽ làm đấy là dạng một kiểu như là tổ hợp của các trường đại học này, khu đô thị này, một tổ hợp luôn nằm dọc với đường quốc lộ 1A và cũng như đường nhánh từ đường khu công nghiệp Đồng Văn 3 đi xuống thành phố Phủ Lý đấy, qua đường trục đường là Lê Quý Thanh kéo dài đấy, và đi xuống Liêm Tuyền là đi ra các đường quốc lộ 21 nối xuống Nam Định cũng đi các tỉnh rất là tiện. Đấy, thì trong khu đại học xây dựng này
em sẽ đưa mọi người xem cái bản đồ kế hoạch nhá. Đây là bản đồ kế hoạch của thành phố Phủ Lý năm đến năm 2030, bản mới nhất luôn. Thì cái chỗ vừa nãy em quay này là trường đại học xây dựng này, và bên cạnh này sẽ là trường Nam Cao này, khu Nam Cao này. Đại loại ở đây là sẽ là của khu của Nam Cao hết. Thì em nghe nói là bên dưới này này, dưới hai khu tay em chỉ chuột này là khu của trường đại học Y. Đại học Y cũng sẽ có một cơ sở mở về đây. Đấy, thì còn hầu như là cái khu tổ hợp Nam Cao này thì nó sẽ cho nhiều trường theo hình thức kiểu như là họ thuê đất lại để họ xây dựng trường đại học cho mọi người. Đấy, thì đợt này em cũng rất nhiều khách hỏi đất khu Tiên Tân này. Khu Tiên Tân thì có mấy làng lão cầu này thì nó nằm ở trong lõi của cái khu Nam Cao này, mà khu Nam Cao này tương lai thì họ sẽ toàn là trường đại học. Đấy, nên cho nên cái nhu cầu về xây dựng nhà trọ này rất là nhiều. Đấy, xem trên map thì đây em cũng đang giới thiệu cho anh rất nhiều khách khu đất ở đây. Cái làng bé xíu này này, em cũng không quên không nhớ tên là làng gì, nhưng mà rất nhiều khách hỏi khu Tiên Tân này. Kim Lũ, gọi là Kim Lũ. Và thôn Doãn này. Đấy, và khu Tiên Nội Tiên Ngoại. Đấy, thì được cái là nó nằm ở gần với khu công nghiệp Đồng Văn 3, lại cạnh với trường các trường đại học, nên này cái nhu cầu về xây dựng ở trọ rất là đông. Mà cũng cái thứ hai là những cái làng này thì không bị dính vào quy hoạch. Đấy, thì sau khi vì quỹ đất ở đây vẫn còn rất rộng, và đa phần là họ lấy đất ruộng họ làm công trình đó, nên là quỹ đất còn rất là rộng, nên là đất ở đây gần như là không không bị dính quy hoạch giải tỏa đâu nhé mọi người. Về giá đất thì ở đây em cũng có mấy mảnh ở đoạn khu Tiên Ngoại này, đoạn này em có giá tầm khoảng 17 18 triệu một mét, loanh quanh tầm đấy 17 18 triệu cho đến 20 hơn 20 triệu một mét. Nhưng khoảng đấy cũng có những cái lô thì giá tầm khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một mét thôi. Thì nó tùy thuộc vào, ví dụ như mà ngoài mặt đường hoặc là trong ngõ thì vàng càng trong ngõ thì lại càng rẻ nha mọi người. Đấy, ví dụ như mọi người cần tìm đất là cái diện tích rộng để mọi người xây nhà trọ thì mọi người cứ liên hệ với em theo số điện thoại em ghi ở dưới màn hình nhé. Em cũng có rất là nhiều những mảnh đất ở trong này. Đây, phù hợp với tài chính anh chị em mình làm nhu cầu gì được, mở nhà trọ này, làm nhà hàng, nhà nghỉ rất là ok. Để cái là mình đã bắt sóng trước cái khu công nghiệp. Thứ nhất là khu công nghiệp này, thứ hai là khu các trường đại học này. Đấy. Bây giờ thì FPT họ cũng đang cho học sinh học ở đây rồi. Bên trên này là trường liên cấp này, FPT bên dưới là trường cao đẳng FPT. Thì cũng có học sinh học bình thường nhé. Thì học sinh họ hay trọ là sẽ trọ ở trong Kim Lũ này này. Trong Kim Lũ họ trọ rất là nhiều trong Kim Lũ này, thì từ Kim Lũ này đi ra trường này chỉ vài bước chân thôi. Hôm trước em quay flycam em đứng ở đây thì học sinh người ta cũng chọn ngay trong này, đi ra rất là tiện ngay trường. Đấy, thì ví dụ anh chị em mình có đón sóng về đây đầu tư trước cũng rất là ok. Giá đất thì cũng trung bình, nó cũng không đến nỗi là quá cao. Đấy, đoạn này mới so với Phủ Lý thì cái đoạn đi lùi sang bên dưới đường Lê Quang Thanh, từ đường Võ Nguyên Giáp được trở xuống cho đến khu Lam Hạ này thì giá đất cứ trung bình là 38 triệu đến 40 triệu một mét đấy mọi người. Trên này có 10 triệu, rẻ thì có hơn 10 triệu, 12 triệu cho đến 16, 17 triệu tùy theo vị trí nhá. Thì còn mặt đường 1A thì em không nói rồi. Trong khu Ngô Xá này thì em cũng có một cái căn nhà trong Ngô Xá này luôn. Đấy, ngay cạnh trường FPT mà cũng ngay cạnh với các công ty trong khu công nghiệp Đồng Văn. Đấy, ok nhé mọi người, có muốn tìm hiểu thông tin gì thì mọi người cứ liên hệ với em theo số điện thoại ghi trên màn hình nhé. Mọi người đã xem video rất nhiều.